Vừa qua, quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận không quân chung, tên gọi Freedom Flag, từ ngày 21 tháng 10 kéo dài đến ngày 1 tháng 11. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag diễn ra, thay thế cho hai cuộc tập trận thường niên chung là Korea Flying Training và Vigilant Defense. Đáng chú ý, trong một tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải gần đây, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết cuộc tập trận Freedom Flag là một hành động khiêu khích quân sự rất nguy hiểm nhằm tung đòn tấn công phủ đầu và bất ngờ vào Triều Tiên. Theo đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ khuyến khích sự thù địch điên rồ của Hàn Quốc bằng cách ủng hộ Seoul thả truyền đơn sang Triều Tiên và tiếp tục triển khai các khí tài chiến lược đến bán đảo Triều Tiên. Cụ thể, KCNA tuyên bố Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình huống không thể kiểm soát và nếu một tình huống không ai mong muốn xảy ra, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đó vì họ là tác nhân làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cuộc tập trận của Liên minh Mỹ-Hàn Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng và Seoul đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích, trong khi Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Vừa qua, cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc nói rằng họ đã phát hiện 19 máy bay Trung Quốc, trong đó có máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, bay gần hòn đảo trong khoảng thời gian gần 4 giờ, như một phần của cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Theo đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan còn nói rằng lực lượng phòng vệ Đài Loan đã theo dõi chặt chẽ tình hình bằng các hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát chung, triển khai máy bay, tàu quân sự và hệ thống tên lửa trên bờ như một phản ứng thích hợp. Theo AFP, đây là cuộc tuần tra thứ ba mà cơ quan phòng vệ Đài Loan báo cáo trong tháng 10. Phía Đài Loan cũng cho biết Trung Quốc tổ chức tập trận trong bối cảnh Bắc Kinh đang chỉ trích Mỹ sau khi Washington hoàn tất phê duyệt đợt bán vũ khí mới nhất cho Đài Loan. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói vũ khí trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, trong đó có các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến và radar. Thỏa thuận hiện đang chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án và tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối nghiêm túc đến Mỹ. Được biết, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc nói rằng gói vũ khí mới nhất của Mỹ cung cấp cho Đài Loan cho thấy Washington liên tục mâu thuẫn với lời hứa của các nhà lãnh đạo nước này về vấn đề Đài Loan. Văn phòng này kết luận việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan gây tổn hại đến hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. John Harp đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức 2 cộng 2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ này cho biết cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Cho Tae Yoon, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo bộ này, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có các cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hai nước cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Cách đây ít ngày, Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn mang tên lá cờ tự do Nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, hãng thông tấn John đưa tin cuộc tập trận kéo dài 12 ngày này diễn ra tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc, huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35A và F-15K của Hàn Quốc, F-35B và F-16 cùng máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia với máy bay tiếp nhiên liệu đa năng KC-30A theo không quân hàn quốc đây là lần đầu tiên cuộc tập trận có sự phối hợp giữa máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái nhằm mô phỏng tình huống chiến đấu trên thực tế dựa trên các cuộc xung đột gần đây như cuộc xung đột ở ukraina về vấn đề triều tiên được cho là điều quân tới miền đông ukraina hàn quốc thậm chí cảnh báo sẽ xem xét việc viện trợ vũ khí sát thương cho ukraina đồng thời đưa lực lượng đến quốc gia đông âu này để giám sát động thái của triều tiên Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgi Zinoviev khẳng định việc Seoul cung cấp vũ khí tấn công và phòng thủ cho Kiev sẽ không thể thay đổi kết quả của kế hoạch quân sự, nhưng chúng sẽ thay đổi bản chất mối quan hệ giữa Moscow và Seoul, đồng thời phá hủy triển vọng khôi phục mối quan hệ này. Cho đến nay, Hàn Quốc đã cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, nhưng không cung cấp vũ khí sát thương. Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng ông không có thông tin chính thức về việc triển khai quân đội Triều Tiên đến Nga. Iran và Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ vào năm 2016, sau đó tái lập vào năm ngoái theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Đáng chú ý, một năm trước, Ả Rập Xê Út và Israel tiến gần đến một thỏa thuận bình thường hóa, được cho có thể cô lập Iran hơn nữa. Nhưng trong tháng 10 này, Ả Rập Xê Út và Iran đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên tại vịnh Oman và nhiều chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu của sự xích lại gần nhau giữa những đối thủ lâu năm trong khu vực. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út ông Tuki Anmaki cho biết, lực lượng hải quân hoàng gia dạ Ả Rập Xê Út gần đây đã kết thúc một cuộc tập trận hải quân chung với lực lượng hải quân Iran và các quốc gia khác trên biển Oman. Iran tuyên bố rằng chính Ả Rập Xê Út đã tổ chức các cuộc tập trận. Tư lệnh hải quân Iran, đô đốc Saddam Irani cho biết, Ả Rập Xê Út đã đề nghị chúng tôi tổ chức tập trận tại Biển Đỏ. Cuộc tập trận trong tuần này diễn ra sau khi Iran tham gia tập trận hải quân với Nga và Oman ở Ấn Độ Dương vào tuần trước. Với sự góp mặt của Ả Rập Xê Út, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan, hãng Fox News cho biết, nhà bình luận người Iran Human Mais đã viết trên mạng xã hội X: "Việc này giống như thể Mỹ và Nga sắp tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung. Iran do người hồi giáo dòng Shia thống trị và Ả Rập Xê Út do người hồi giáo dòng Sunni chi phối đã cắt đứt quan hệ vào năm 2016 và từ lâu đã ủng hộ các phe đối lập trong các cuộc xung đột khu vực tại Yemen." Kể từ năm 2015, một liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu đã chiến đấu với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út có căn cứ quân sự và binh sĩ Mỹ đồn trú. Mỹ đã triển khai cuộc tập trận hậu cần quy mô lớn với lực lượng vũ trang Hoàng gia Ả Rập Xê Út và lực lượng vũ trang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE vào tháng 5. Trong khi đó, các chuyên gia khác nhận định cuộc tập trận chỉ chứng minh rằng Riyadh quan ngại Tehran. Giảng viên người Iran tại đại học Reichman của Israel, ông Meir đánh giá người Ả Rập Xê út lo ngại về việc bị kẹt giữa Iran và Israel. ông đồng thời bổ sung rằng hai quốc gia tham gia các cuộc tập trận hải quân chung để không bị coi là đứng về phía Israel. hiện nay Ả Rập Xê út yêu cầu ngừng bắn tại Gaza. Riyadh khẳng định sẽ không bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv nếu không có một nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem. chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập và Israel khi Hamas phát động cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhiều ý kiến cho rằng cuộc tấn công của Hamas chủ yếu nhằm ngăn chặn các nỗ lực bảo đảm một thỏa thuận như vậy. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Út và Israel là kế hoạch có sự tham gia của Mỹ, trong đó Washington cam kết hợp tác với Riyadh về quốc phòng, an ninh và hạt nhân. Để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ, các nước Ả Rập và Washington cũng thúc đẩy Israel đồng ý với lộ trình về nhà nước Palestine. Điều mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần từ chối Giữa tháng 10 năm 2023 Ả Rập Xê-út đã đình chỉ mọi cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel Trong bối cảnh bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas ở giải Gaza Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn khăng khăng rằng Ông có thể ấn định đàm phán với Riyadh Nhưng phải diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Israel Đài CNN cho biết Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng cảnh báo về thảm họa đang diễn ra tại phía bắc giải gaza, nơi các hoạt động quân sự đang diễn ra xung quanh và ngay trong chính các cơ sở y tế tại đây. Ông Tedros chia sẻ trên nền tảng X: "Tình trạng ở phía bắc gaza thật thảm họa". Ông cũng khẳng định việc thiếu thốn trang thiết bị y tế cần thiết và hạn chế trong việc tiếp cận điều trị bệnh đang tước đoạt quyền được chăm sóc y tế của người dân. Cơ quan y tế tại giải gaza cho biết. Kaman Adwan là bệnh viện cuối cùng còn hoạt động ở phía bắc khu vực này, nhưng nó đã bị lực lượng Israel tấn công vào hôm 25 tháng 10. Cơ quan y tế giải Gaza cũng cáo buộc khi rút đi, binh sĩ Israel bắt ít nhất 44 người trong đội ngũ 70 y bác sĩ tại bệnh viện. Quân đội Israel sau đó trả tự do cho 14 người, trong đó có giám đốc bệnh viện Husham Abu Safiya. Ngoài ra, họ còn bắt theo một số bệnh nhân. Ông Mawan Alhams, lãnh đạo bộ phận bệnh viện giã chiến thuộc cơ quan y tế giả Gaza mô tả mùi tử vong bao chủ bệnh viện. Sinh mạng và sự an toàn của các bệnh nhân còn kẹt lại, Kaman Arwan, thiếu cả y bác sĩ lẫn thuốc men, đang vô cùng nguy cấp. Binh sĩ Israel tiến vào Kaman Arwan hôm 25 tháng 10, sau khi IDF và cơ quan an ninh Sinbad nhận được thông tin về sự hiện diện của các tay súng Hamas và hạ tầng của nhóm vũ trang tại đây. COGAT, cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Israel và Kiểm soát Vấn đề Dân sự, tại các vùng lãnh thổ Palestine trước đó đã thông báo cho phép xe cứu thương Palestine và phương tiện Liên Hợp Quốc chuyển 23 bệnh nhân ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, các y bác sĩ đã từ chối rời khỏi bệnh viện do không thể bỏ mặc những bệnh nhân không thể sơ tán. Trước khi binh lính Israel tiến hành lục soát Kamanadwan, giới chức y tế giải Gaza cho biết bệnh viện còn khoảng 600 người đang trú ẩn, gồm cả bệnh nhân và thân nhân. Theo phóng viên Hin Hassan thuộc đài Al Jazeera, trong số những người thiệt mạng ở bệnh viện Kamanadwan có con trai của giám đốc Husham Abu Safia. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói đã mất liên lạc với các nhân viên của mình tại Bệnh viện Kaman đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình tại đây. Lực lượng Hamas gọi vụ Israel đột kích Bệnh viện Kaman là tội ác chiến tranh và hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.